Chào mừng quý vị đã quay trở lại với Việt Sử Toàn Thư. Thưa quý vị, thế gian luôn tuân theo quy luật, vật đổi sao rời, mọi sự hết thịnh rồi lại suy. Và lịch sử các triều đại Việt Nam cũng không nằm ngoài quy luật đó. Không triều đại nào là không có những dấu hiệu lụi tàn rồi suy vong để nhường cho một đế chế khác lên nắm quyền. Một phần dẫn đến sự lụi tàn đó chính là từ những bọn tham quan làm ô nhục đất nước, làm khổ nhân dân. Lịch sử có Đỗ Anh Vũ làm lũng loạn triều đình, và những tội ác của bọn tham quan định thần khiến Chu Văn An phải dâng sớ xin chém đầu 7 tên ô lại trong thất trảm sớ. Hãy cùng Việt Sử Toàn Thư tìm hiểu những tên quan tham khét tiếng trong lịch sử dân tộc qua video ngay sau đây. Loạn thần Đỗ Anh Vũ cùng vụ án tình làm khuynh đảo triều cương. Hai nhân vật trong câu chuyện tình làm điên đảo cả triều đình nhà Lý kể trên là Lê Thế Hậu, tức là mẹ của vua Lý Anh Tông, và thái úy phụ chính Đỗ Anh Vũ. Lý Anh Tông sinh năm 1136, mất năm 1175, lên kế vị ngôi vua khi mới 3 tuổi. Đỗ Anh Vũ làm thái úy nhiếp chính, lại tư thông với Lê Thế Hậu nên lũng loạn triều cương. Đỗ Anh Vũ có người vợ là Tô Thị, vốn tính hiền lành, kín đáo, lại biết nghe lời, nên ông thường sai vợ và hầu hạ người chị gái là Đỗ Thái Hậu, tức mẹ của vua Lý Thần Tông. Do cung điện của Đỗ Thái Hậu ở sát cung điện của Lê Thái Hậu, thế nên vài lần theo vợ vào thăm chị, Đỗ Anh Vũ đã có dịp gặp Lê Thái Hậu. Mới lần đầu gặp gỡ mà hai đôi mắt đã dán chặt vào nhau. Họ tìm đủ mọi cách để gặp gỡ, ái ân. Chuyện tình nồng thắm đến mức bị lộ ra. Đỗ Thái Hậu và vợ của Đỗ Anh Vũ có biết nhưng đành im lặng vì mối quan hệ thân thích. Nếu để lộ sẽ bị trừng phạt. Quyền chức trong tay lại thân thiết với cả hai thế hậu, thế nên Đỗ Anh Vũ ngày càng tỏ ra kiêu căng trong triều đình. Bởi thế, nhiều người rất bất bình và căm giận. Quan điện tiền đô chỉ huy sứ là Vũ Cát Đái cùng với Chí Minh Vương, phò mã Dương Tự Minh đã đốc xuất quân sĩ kéo đến để tội Đỗ Anh Vũ với vua, rồi xông vào bắt giam ông ở Hiên Cụ Thánh. Đỗ Thế Hậu và Lê Thế Hậu đành ngậm miệng vì biết có can với vua thì càng lộ liễu và xấu hổ. Tuy vậy, Lê Thế Hậu vẫn âm thầm sai người lấy danh nghĩa là người nhà của Đỗ Anh Vũ mang cơm rượu vào cho người tình. Không những thế, bà còn để vàng tốt vào đồ đựng thức ăn của anh Vũ để đút nót cho Vũ Cát Đái và những người canh giữ. Sau nhiều lần ân xá bớt tội, bà Lê Thế Hậu khuyên can vua Anh Tông phục chức cho Đỗ Anh Vũ. Vua bằng lòng, anh Vũ trở lại giữ chức thái úy và được vua trọng dụng hơn trước. Anh Vũ phục chức rồi, sát hại Vũ Đái và những người cùng cánh, lưu đày một số người khác. Năm 1158, anh Vũ chết, Tô Hiến Thành mới giúp vua đánh đông dẹp bắc, giữ yên cho nước. Tiếp theo, Chu Văn An dâng thất trảm sớ, chém đầu 7 tên định thần. Thời điểm trị vì của Trần Dụ Tông, vua ham chơi bời, lời chính sự, quyền thần nhiều kẻ làm trái phép nước. Chu Văn An khuyên can, Dụ Tông không nghe, bèn dâng sớ, xin chém 7 tên định thần. Đều là những kẻ quyền thế được vua yêu. Người bấy giờ gọi là thất trảm sớ. Sớ dâng lên không được trả lời, ông liền treo mũ về quê. Chu Văn An dâng sớ xin vua Trần Dụ Tông chém 7 tên gian thần nào thì chính sử không nêu. Tài liệu bị thất lạc, thế nhưng trong dân gian vẫn truyền tụng nhiều. Theo cuốn Vương Triều Sụp Đổ, tiểu thuyết lịch sử của nhà văn Hoàng Quốc Hải, nhà xuất bản Phụ Nữ năm 2006, thì 7 tên gian thần bị Chu Văn An xin nhà vua xử trảm như sau. Hoạn quan Chi Hậu Cục Mai Thọ Đức, kẻ cai quản phi tần và tuyển chọn mỹ nữ, đã lạm dụng chức quyền bắt về vô số con cái nhà lương dân, để nhiều người chết trẻ, chết già vì mòn mỏi trong cung thất, lại bày ra các trò dâm ô trác táng dẫn hoàng thượng vào con đường vô đạo. Châu Canh, viên ngự y phạm tội làm cho hoàng thượng liệt dương từ năm 3 tuổi, lại bày trò phục dương cho về trên khi 15 tuổi. Y đã bắt cóc 21 đứa trẻ khỏe mạnh, con nhà lương dân, giết đi lấy mật, làm thang cho bài thuốc hồi dương của quan gia. Rồi y bày trò cho quan gia thông dâm với chị ruột của mình, nói là phương thuốc chữa trị. Trong khi chữa trị cho quan gia, y lại thông dâm với công nhân của chính quan gia. Châu Canh là người Hán, cháu nội Châu Tôn đi theo quân nhà Nguyên vào xâm lược Đại Việt năm Ất Dậu 1285. Khi thất trận, bị quân Đại Việt bắt đi, y đã xin hàng, lại xin được cư trú. Nay Châu Canh lộng hành, dẫn dắt đức vua đi vào con đường thương luân vạn lý. Bùi Khoan,
chính trường phụng ngự, y bề trò cử bạc rượu chè dơ giấy ngay trong công thất, dẫn đức vua vào mê lộ, bê tha như đám dân đen ngu muội. Văn Hiến hầu can tội gây bẻ đảng, khiến các đại thần chia rẽ, ngờ vực lẫn nhau, làm cho đức vua khó phân biệt người ngay kẻ định. Hành khiển tà ti lang trung Nguyễn Thanh Lương xảo trá, dẫn vua vào con đường ăn chơi xa xỉ tới cạn kiệt quốc khố. Hành khiển hữu ti, hữu bộc xạ, tâm đức ngưu đồng lõa với Nguyễn Thanh Lương, tìm đủ mọi cách để tăng thu thuế khóa, tăng các sắc thuế từ thượng cổ chưa từng có để bòn rút của dân, lấy tiền chi vào những cuộc ăn chơi trác táng của hoàng thượng. Kể cả những năm mất mùa đói kém, dân chết đói để đường, chúng cũng không tha. Đoàn Nhữ Cầu, đồng binh Trương Sự bòn rút khẩu phần của lính, các đồ binh khí đã cũ hỏng vẫn không chịu thay thế để lấy tiền công bỏ túi. Y sao nhãng việc luyện tập canh phòng biên giới phía Bắc, phía Nam gần như bỏ ngỏ. Hiện thời Chiêm Thành đang giáo giết nhòm ngó miền Châu Hóa. Hoạn quan Hoàng Công Phụ kệ thế làm náo loạn triều đình chúa Trịnh. Trịnh Giang là vị chúa Trịnh thứ 7 đời Lê Trung Hưng. Trong thời cai trị của mình, Trịnh Giang bạo nghịch, giết vua và nhiều đại thần, lại sa vào con đường ăn chơi xa xỉ, tin dụng hoạn quan, gian nịnh, khiến chính sự ngày càng đổ nát, cơ đồ của họ Trịnh suy vong. Nhiều cuộc khởi nghĩa của nông dân nổ ra làm lung lay sự thống trị của họ Trịnh. Trịnh Giang rất tin dùng hoạn quan Hoàng Công Phụ, nghe lời phụ đặt ra giám ban, ngang hàng với văn, võ, ban đương thời. Theo chế độ cũ, các quan chỉ có hai ban, văn và võ. Đến nay, bọn hoạn quan lộng quyền, Giang mới đặt thêm giám ban, hạ lệnh ai thi khảo trúng cách sẽ được trao cho quan chức. Các quan lấy làm hổ thẹn nhưng không ai dám nói. Hoàng Công Phụ kệ thế nắm quyền, xem pha cho Trịnh Giang giết hoạn quan Đỗ Bá Phẩm, rồi Trương Nhung. Tiếp theo, phụ tìm cách giải tỏa sự cô lập bằng cách xúi Trịnh mở khoa thi ngay trong phủ chúa, lấy riêng Trịnh Tuệ, người trong họ Đỗ Trạng Nguyên, để ông này vào làm tể tướng. Kẻ trong người ngoài sướng họa với nhau, tạo mối liên kết văn, giám ban, lũng loạn triều cương. Trịnh Giang ham mê tửu sắc nên sức khỏe ngày càng kém sút. Một hôm, bất ngờ Trịnh Giang bị sét đánh gần chết. Từ đó, Giang mắc bệnh, kinh quý, tâm thần bất định, hoảng hốt và hay sợ hãi. Hoàng Công Phụ nói dối rằng, đấy là vì dâm dục mà bị ác báo. Muốn không bị hại, chỉ có cách là trốn xuống đất. Nhân đó, những hoạn quan hạ lệnh đào đất, làm hầm cho chúa, gọi là cung thưởng trì. Từ đó, Trịnh Giang ở hẳn dưới hầm, không hề sang ngoài. Công Phụ càng có điều kiện để lộng quyền. Loạn lạc nổi lên, Hoàng Công Phụ kệ thế tự mình đem quân đánh Nguyễn Tuyển ở Ninh Xá, thành Thăng Long bỏ trống. Quý Cảnh đem binh vào hầu các quan phỏ lập Trịnh Danh lên làm chúa, giết sạch bọn hoạn quan. Không thấy sử chép số phận của Hoàng Công Phụ ra sao. Năm 1761, Danh đặc biệt thưởng công 10 người phỏ lập mình. Trong số đó có Giáp Nguyễn, Khoa Khuê, Quận Công, được dụng thái ấp để hưởng lộc. Có thể nói, trong suốt thời gian trị vì của chúa Trịnh Giang, Hoàng Công Phụ mới là người nắm thực quyền, một tay che cả bầu trời. Không rõ kết cục Hoàng Công Phụ ra sao, nhưng chắc chắn với những gì hắn đã làm, những nỗi thống khổ của nhân dân do hắn đã gây ra, thì hắn sẽ chịu một cái kết thích đáng cho kẻ lộng quyền, hại dân, hại nước. Sau chúa Trịnh, chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện của nhà Nguyễn. Và nhắc đến nhà Nguyễn, thì chắc hẳn quý vị sẽ nghĩ ngay đến câu chuyện của quyền thần Trương Phúc Loan, khiến trăm họ phải ao oán thán. Đó là một phần thông tin có trong phần sau của video. Xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi. Quyền thần Trương Phúc Loan lấn lướt chính quyền nhà Nguyễn như thế nào? Quế thời các chúa Nguyễn ở đằng trong, nạn quyền thần lấn lướt. Chúa Phúc Thuần nhỏ tuổi, mọi quyền hành đều do Trương Phúc Loan thao túng. Loan tự nhận là quốc phó, giữ bộ hộ, quản cơ, trung tượng kiêm tổ vụ, thâu tóm mọi quyền lực. Chúa Nguyễn Phúc Khoát mất đi, di chiếu nhường ngôi cho Nguyễn Phúc Luân, năm 33 tuổi. Tuy nhiên, do biết Phúc Luân là người thông minh, quyết đoán, khó lấn quyền được, nên Trương Phúc Loan âm mưu cùng Thái Giám, Chữ Đức và Trưởng Sinh Nguyễn Cửu Thông bắt giam Nguyễn Phúc Luân, giết chết hai thể học của Phúc Luân là Trương Văn Hạnh và Lê Cao Kỷ, đồng thời giả chiếu đưa công tử thứ 16 là Nguyễn Phúc Thuần mới 12 tuổi lên ngôi vua, xưng hiệu là Định Vương. Nguyễn Phúc Luân buồn và uất ức nên lâm bệnh mà chết. Từ khi Nguyễn Cư Trinh
trụ cột của triều Nguyễn qua đời, Trương không còn ai ngăn cản, trở ra lộng quyền, bán quan tước, ăn tiền tha tội, hình phạt phiền nhiễu, thế má nặng nề, nhân dân cực khổ. Những người có tài như là Tôn Thất Dục bị Loan tìm cách hưỡng hại. Tài chính của đằng trong vô cùng kiệt quệ, nhân dân bất bình, giấy loạn khắp nơi. Loan rất tham lam, ra sức vơ vét của cải, thuế sản, các mỏ vàng, thu bồn, đồng hương, trà sơn, trà vân đều rơi vào tay Loan. Hàng năm, Loan chỉ nộp vào ngân sách quốc gia 1-2/10 số thu được. Sử sách còn ghi lại rằng, ngày nắng, Loan cho phơi của cải châu báu ra sân làm sáng rực cả góc trời. Cả nhà họ Trương chia nhau nắm giữ mọi chức chủ chốt. Người bấy giờ gọi Loan là Trương Tần Cối. Thế vậy, Trịnh Sâm thân chinh cầm quân vào Nghệ An, sai Hoàng Ngũ Phúc giấy binh Nam Tiến, mang danh là để trừ quyền thần Trương Phúc Loan. Đại Nam Thực Lục có chép lại lời hịch của quân Trịnh, có đoạn như sau. Tả tướng Trương Phúc Loan, khí chất nhỏ hẹp như cái đấu, cái thưng, tâm địa thì gian tà như ma, như quỷ. Vin bám khuê cồn tình thân, trộm lấy chức trọng của triều đình, tin dùng kẻ gian định, hãm hại đấng trung lương của nước, ly gián người cố cựu, mưu lập bè đảng, chiêu nạp thêm vây cánh, mưu lợi riêng cho mình, giết người nọ, lập người kia, nguy hiểm chẳng khác nào có lang sói bên nách. Thẳng tay gây khốn cho trăm họ, cũng áo xiêm mà thực là lũ chim muông. Nặng khóa để nặn máu mổ dân, bất lương quân để cắt nanh vuốt. Chính sự cấp bách như lửa cháy đến chân mày, hình phạt nặng nề như con mắt bị đâm, chuốc oán với dân, gây ra mối loạn. Đến nỗi Tây Sơn chỉ là bọn dân hèn, tụ tập như đàn ong lũ kiến, cũng có thể chiếm được Quảng Nam mổ mỡ, nhanh như heo bị lang đuổi. Giặc như lửa quạt ngất trời, dân biên cõi lầm than. Vậy nên, nhân dân chúng đang được sống lại. Ta đem đội quân đang lúc sức hăng, trước là trừ diệt đứa cường thần, sau là lo dẹp phường nghịch tặc. Nguyễn Cửu Pháp và Nguyễn Phúc Cường nhân thế bảy mưu, mời Loan đến bản việc chống quân đảng ngoài, rồi bắt Loan giao nộp cho Hoàng Ngũ Phúc. Phai đảng của Loan bị trừ, của cải, nhà cửa của Loan bị dân, quân cướp phá không còn gì. Cuối cùng, Trương Phúc Loan bị giải ra Thăng Long để chịu tội chết trên đường đi. Đại Nam Liệt Truyện có viết, Trương Phúc Loan dùng thân thế để làm quốc phó. Khi Thế Tông, Băng Hà, chiếu theo thứ tự thế tập, đáng lẽ Hưng Tổ, tức là Nguyễn Phúc Luân, nên thay. Nhưng Trương Phúc Loan thấy ông này đính tuệ anh quả, sợ không thể khiến được, nên Loan đã mạo chiếu bỏ ngục Hưng Tổ. Duệ Tông năm ấy mới 12 tuổi, lợi dụng tuổi thơ ấu này, Loan mưu cùng thái giám Chữ Đức và trưởng sinh Nguyễn Cửu Thông là một di chiếu giả, giúp Duệ Tông lên núi Nhiệp Chúa. Duệ Tông lên ngôi rồi, Loan bèn dạy cho các thứ chơi bời, không thiếu một thứ gì. Thấy Loan có công lớn như vậy, Chúa Định Vương mới phong cho Loan làm quốc phó, lo việc bộ hộ, cai quản tượng cơ, kiêm luôn tảo vụ. Trương Phúc Loan cho con cả của mình tên là Thặng, cưới con gái thứ hai của Thế Tông là Ngọc Duyên, và con trai thứ ba là Nhạc, cưới con gái thứ bảy Ngọc Thọ. Cả hai người đều giữ chức trưởng sinh, cai cơ. Phú quý, danh vọng dồn vào nhà đó, và Loan thì giữ tất cả quyền bính trong triều, ngoài tỉnh. Ông lại đem người trong đảng của ông là Thái Sinh làm bộ hộ, chia ra có các việc trọng yếu. Càng ngày ông càng kiêu hãnh, tham tận, tàn nhẫn, ăn ở vệ bạ, không còn biết sợ ai. Thiên hạ gọi ông là Trương Tần Cối. Tần Cối là gian thần đời Tống Cao Tông, ở Trung Hoa giết hại lương tướng Nhạc Phi. Lúc đầu, Loan thấy Tôn Thất Dục, tức là con trai thứ năm của chúa Vũ Vương Nguyễn Phúc Khoát, là người hoàng gia, làm quan to, được tôn kính trọng vọng. Loan nghĩ có thể nhờ cậy, bèn gả con gái cho. Tuy phận là rể, nhưng Dục cứ một mực nghe chỉnh, không chịu luồn cuối. Loan tức giận lắm, ngầm bảo thuộc hạ vu cho Dục mưu phản và dầu tìm, không ra tội trạng. Loan cũng bắt Dục thôi làm quan. Loan cư xử thả ngược như vậy đối với nhiều kẻ khác. Về lương riêng của ông, Loan thu sản phẩm, thuế má các miền Lê Nguyên, Thu Bồn, Trà Sơn, Đồng Hương hàng năm được 4 hoặc 5 vạn quan. Bộ hộ, tảo vụ, các chức vụ khác đem lại cho ông không dưới 3-4 vạn quan. Ông còn bán chức tước, hối lộ ngục thất để làm giàu. Vàng, bạc, châu, ngọc, lụa chất thành núi trong nhà. Ruộng vườn, nhà cửa,
tôi tớ, trông ngựa của ông không đếm xuể. Ông còn có biệt thự ở làng Phấn Dương. Có một năm vào mùa thu bị lụt lớn, bao hòm của ông bị ngập. Khi nước rút rồi, ông đem vàng ra phơi nắng, nhấp nhánh cả một sân. Hàng ngày đến ba bữa ăn của ông là bọn đầu bếp làm om sòm cả chợ. Đồ ăn đầy mâm mà ông vẫn than vãn không có gì ngon miệng. Ông chỉ ăn được một tí mắm trắng, tục gọi là mắm vãnh, cùng uống nước chè mà thôi. Một cái tên nữa là Quan Tâm Ô Trịnh Đường. Nhân lúc quân Xiêm tiến đánh tỉnh Hà Tiên, tuần phủ Hà Tiên là Trịnh Đường không lo chống giặc, còn lấy trộm 1.000 quan tiền công của kho đem xuống Hiền chạy trốn. Sau khi tỉnh Hà Tiên được thu phục, Trịnh Đường lại tâu lên triều đình rằng tiền ở kho bị giặc lấy mất. Tham tán Hồ Văn Khuê phát giác, chỉ đích danh tham tặc và tâu lên. Vua Minh Mạng biết chuyện rất tức giận, bèn tuyên dụ. Trịnh Đường trước đây có lỗi, đã được gạt bỏ vết xấu mà lại dung. Để Hà Tiên thất thủ, tội đã khó tha thứ, lại còn dám nhân lúc ấy lấy cắp tiền công đến 1.000 quan, vội bỏ thành trì đất đai mà chạy. Bản tâm của y chính là nhằm lợi dụng lúc có giặc cướp để làm việc gian tham đó, thực đáng ghét. Nay lập tức cách chức, cho xích lại, giao viện tiếp biện là Trần Chấn xét rõ tâu lên. Trích theo Đại Nam Thực Lục. Sau khi thành án, Trịnh Đường bị xử tội giả quyết, tức là thắt cổ cho chết ngay. Quý vị thân mến, tham quan tham nhũng dù ở thời nào cũng ảnh hưởng sâu đến quốc gia và lợi ích của nhân dân. Chính vì vậy, những hậu quả nghiêm trọng đến từ những kẻ tham quan, những tên định thần mà nhiều vị vua đã có những chính sách cứng rắn để nghiêm trị việc này. Trị quan tham theo luật lệ của vua ban hành không chỉ giữ nghiêm phép nước mà các quan đã chót tham nhũng nhưng chưa phát hiện, đồng thời cũng làm các quan biết giữ mình hơn. Song cũng không ít quan tham tội rành rành khiến dân chúng oán thán nhưng cũng không bị hạc tội, như thất trảm sớ của Chu Văn An đã bị Trần Dụ Tông từ chối là một ví dụ. Quý vị có suy nghĩ gì về điều này? Hãy chia sẻ cùng Việt Sử Toán Thư tại phần bình luận bên dưới video. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại quý vị và các bạn.